Kính thưa bác, con tên là Uông Thị Kim Tuyến, cư ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con có một số câu hỏi kính xin bác giải đáp giúp con. Con xin cảm ơn bác. Rồi, con hỏi đi. Dạ, câu thứ nhất, người tu theo đạo Phật, mục đích là giác ngộ và giải thoát. Cớ sao pháp môn giác ngộ và giải thoát được công bố ra, lại có quá nhiều thầy chùa lại chửi giác ngộ và giải thoát là của bọn ma vương? Vậy những thầy chùa này là ai thưa bác? cái uh, những thầy mà chửi á thầy mà tu mà giác ngộ giải thoát á thì người ta thấy người ta mừng lắm còn thầy mà tu mà cúng tụng lại lục cầu sinh á thấy pháp môn giải thoát này người ta rất ghét người ta chửi là phải rồi vì cái thế giới này là cái thế giới âm cái thế giới vật chất tiền bạc vì thế mà cái pháp môn nào ra mà kiếm tiền thì người ta thích còn pháp môn nào mà ra để mà đi ra ngoài cái quy luật nhân quả luân hồi thì người ta ghét đây là đúng cái quy luật vật lý của nó rồi cháu hỏi thêm. Đi.